Xin kính chào quý vị, đồng chí và các bạn. Mời quý vị, đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Trong chuyên mục kỳ này, sau so vật điểm tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị, đồng chí và các bạn phóng sự Phát huy sức mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng dự kiến giới thiệu Đại tá Đặng Hồng Quân, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy vào Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, và trung tá Hoàng Hải Long, trưởng ban vận động quần chúng bộ đội biên phòng tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các bước lấy ý kiến tại hội nghị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận thể hiện sự đồng thuận cao, 100% nhất trí giới thiệu Đại tá Đặng Hồng Quân và Trung tá Hoàng Hải Long tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Vừa qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Huyện ủy Hạ Lang tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ định cán bộ đồn biên phòng tham gia Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hạ Lang. Theo đó, Trung tá Vũ Văn Dương, Bí thư Đảng ủy chính trị viên đồn biên phòng Quang Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng được chỉ định tham gia Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hạ Lang khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại lễ công bố, lãnh đạo Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện ủy Hạ Lang chúc mừng đồng chí Vũ Văn Dương được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đồng thời yêu cầu đồng chí Vũ Văn Dương có trách nhiệm tham gia công tác lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định chủ động tham mưu đề xuất với huyện ủy ủy ban nhân dân huyện và cấp ủy chính quyền cung cấp trong thực hiện các biện pháp để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia tham mưu đề xuất các nội dung biện pháp phát triển kinh tế văn hóa xã hội tuyên truyền vận động nhân dân trong địa bàn thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động. Trong thời gian huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ biên phòng, xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện lễ tiết tác phong quân nhân, luyện tập kỹ chiến thuật, chiến đấu, đảm bảo đúng nội dung, thời gian, quân số tham gia huấn luyện theo kế hoạch. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Đăng Phượng, phó chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã động viên cán bộ chiến sĩ đặc biệt là số tân binh nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn thử thách tham gia học tập rèn luyện đảm bảo theo đúng yêu cầu công tác huấn luyện chiến sĩ mới Đồng thời, đồng chí phó chỉ huy trưởng cũng quán triệt giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn huấn luyện cơ động duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy theo điều lệnh quản lý bộ đội, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi, đảm bảo khi kết thúc khóa huấn luyện, các tân binh đủ điều kiện năng lực, phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Mới đây, đồn biên phòng Ngọc Trung, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ tài liệu thu thập được, đồn biên phòng Ngọc Trung chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh, công an huyện Trùng Khánh tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, gồm Lương Văn Dậu, sinh năm 1989. Hoàng Văn Tà sinh năm 1994 và Lương Văn Lợi sinh năm 2000. Cả ba đối tượng trên đều trú tại xóm Lũng Trung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh. Tại đồn biên phòng Ngọc Trung qua đấu tranh khai thác, ba đối tượng Lương Văn Dậu, Hoàng Văn Tà và Lương Văn Lợi đã thừa nhận có tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Căn cứ chứng cứ tài liệu thu thập được, đồn biên phòng Ngọc Trung, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ Luật Hình Sự đối với ba đối tượng Lương Văn Dậu, Hoàng Văn Tà và Lương Văn Lợi. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tiến hành bàn giao hồ sơ cùng đối tượng cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị, đồng chí và các bạn, Đến nay chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã có hiệu lực hơn 5 năm. Thời gian qua, đồn biên phòng thị Hoa, bộ đội biên phòng Cao Bằng đã chủ động phối hợp cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Đồn biên phòng Thị Hoa được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài trên 22 km với 45 mốc quốc giới, phụ trách địa bàn hai xã Thị Hoa và Cô Ngân. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với mặt trận tổ quốc hai xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế xã hội, tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Tổ chức phối hợp tuần tra phát quang đường biên cột mốc đường thông tầm nhìn được trên 300 lần với gần 2.600 lượt người tham gia, tổ chức cho 301 hộ ký kết thực hiện phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên mốc quốc giới và 101 hộ ký kết tham gia thực hiện tự quản an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới. Cán bộ và nhân dân khu vực biên giới nắm và hiểu được đường biên mốc quốc giới và ý thức trách nhiệm cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Và trong suốt 5 năm qua à, thực hiện chỉ thị 01 thì là đường biên mốc quốc giới à, được à, bảo vệ an toàn và hệ thống mốc quốc giới thì được nguyên vẹn. Như thường lệ, đồn biên phòng thị Hoa lại phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể xã, lực lượng dân quân và nhân dân xóm Pỏ Măn, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới khu vực mốc 906 do đơn vị quản lý. Bên cạnh đó, đơn vị lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân xóm Pỏ Măn về đường biên mốc quốc giới. Những hoạt động như thế này đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân, tạo nên phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo tinh thần chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với tôi thì là tham gia phát quang đường biên cột mốc là phải đặt lên hàng đầu. Để... Đó là một trách nhiệm của bản thân và tất cả mọi người dân trong xóm chính vì thế tôi và bà con trong xóm luôn luôn nêu cao cảnh giác tinh thần cái trách nhiệm của mình đối với cột mốc ví dụ có cột mốc này có sai phạm hay là sai lệch hay là như nào thì mình phải kịp thời báo lên cấp trên lên đồn biên phòng hoặc là lên chính quyền xã Huyện Hạ Lang có trên 78 km đường biên và 151 mốc quốc giới tiếp giáp với Trung Quốc, có 7 xã biên giới với 27 xóm giáp biên giới. Đến nay, 7 xã biên giới của huyện đã thành lập được ban chỉ đạo toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 27 xóm sát biên giới đã ký cam kết thực hiện phong trào tự quản bảo vệ đường biên mốc quốc giới và thành lập 60 đội tự quản bảo vệ đường biên mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới. Mặt trận của các xã biên giới phối hợp thực hiện với các đồn biên phòng triển khai tích cực đổi mới về nội dung phương thức tập hợp và vận động quần chúng nhân dân tham gia tha và phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới thì qua đó đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với Đảng, nhà nước và xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Từ kết quả thực hiện đã nâng cao được tính chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, tạo môi trường thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Có thể khẳng định, bộ đội biên phòng với vai trò là lực lượng chủ trì trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định và phát triển Chuyên mục về chủ quyền an ninh biên giới kỳ này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.